Ok, mình đã sẵn sàng thực thi nhiệm vụ cực kỳ quan trọng này rồi. Wow, xin lỗi cô, dừng lại đó nào. Đồ ăn hay đồ uống đều không được cầm qua trạm này ạ. À, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Nhưng anh kia mới đi vào trong với túi khoai chiên to đùng mà. Nghe này, tôi nói rồi, không ai được mang đồ ăn vào nhớ. Cô kia đẩy cả xe đồ ăn vào kìa anh ơi. Cô phải bỏ lại đồ ăn vặt của mình ở đây. Ok, được rồi. Anh có quyền mà, khoai chiên của tôi đây. Đúng là khổ, mọi người chả hiểu chuyện này nghiêm trọng thế nào cả. Được rồi, ai tiếp theo nhỉ? Thẻ lên máy bay của chúng tôi đây ạ. Mọi thứ có vẻ ổn đấy, nhưng để tôi kiểm tra cho chắc. Được rồi, ổn hết đó, chúc hai bạn vui vẻ nhé. Wow, nhìn cô nàng ấy kìa. Chào các anh ạ. Đừng để ý em làm gì, em lên máy bay tí thôi mà. Thẻ lên máy bay của em đây ạ. Hả, giờ anh đang đùa tôi à? Ngó nghiêng ai đó hả? Anh phải nhìn tôi chứ. Trời đất ơi, tôi rất xin lỗi ạ. Tôi không cố ý làm thế đâu. Thôi té đây. Ủa, trông kỳ thế không biết. Thôi toang, hình như mình làm rơi mất nửa cái mông rồi. Mong là chưa ai để ý thấy. Thôi, ngồi yên đây cho lành vậy. Wow, nhìn cái cô kia kìa. Có thật không vậy? Chào cậu, chắc kia này chưa có chủ đâu nhỉ. Cậu đang làm gì vậy gái? Lấy chút snack thôi mà, ăn kẹo không nè. Trời ơi, để mình lấy cho cậu xem cái này nè. Tôi cũng đang lén mang đống snack này lên máy bay đó. Đỉnh quá bà con ơi, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Học hành nhiều quá là mình đói ghê. May mà mình có chuẩn bị rồi. Em không thấy biển à? Đưa kẹo đây cho thầy. Thầy kỳ ghê. Thầy biết, vậy mới làm thầy em được chứ. Giờ mình phải làm gì đấy nhở? Bỏ vào thùng đồ tịch thu nào. Phải thêm vào danh sách mới được. Bộ sưu tập này ấn tượng quá. Chào mấy cưng. Ở đây, là tớ nè. Cậu ấy xinh xắn quá. Chào Jared, tớ có cái này cho cậu. Tuyệt một chú cún phải không? Tớ thích cún lắm. Gì? Không, ở phía dưới cơ mà. Có chú cún ở đâu? Chuyện gì thế nhở? U là trời, chờ chút. Chả hiểu mấy nhỏ con gái luôn. Ôi không, dây giày của tớ bị tuột rồi. Bản tớ mà, xíu nữa nhớ phải lau sạch nha. Nhìn này má, kho kẹo bí mật đó nha. Wow, cho tớ xin nha bố. Đỉnh thật luôn ấy. Có gì đâu. Tớ vẫn thích cún hơn á. Nhưng cảm ơn Molly nha. Tập thể dục đúng là khó. Hai cô này mới đang tập ở mức thường đã than rồi à. Có tin nhắn này. Tôi có việc một tí, cả hai em cứ tiếp tục đi đấy. Ai chà, có vẻ như thầy ra khỏi lớp rồi. Bắt đầu mắm mắm snack thôi mọi người ơi. Tôi đói lắm rồi á. Thèm snickle dễ sợ luôn. Tuyệt, ngon dã man con ngàn. Đây là thứ ngon nhất tôi từng ăn. Wow, chắc là cậu ấy đói meo luôn rồi. Ôi không, thầy quay lại phòng tập kìa. Nhanh nhanh giả vờ như tụi mình đang tập nãy giờ đi. Mặt con bé dính cái gì vậy nhỉ? Trời đất ơi. Dừng, dừng lại ngay lập tức cho thầy. Để xem nào, đồ ăn giấu ở đâu rồi. Em kia, đưa kẹo đây cho tôi. Em biết nội quy rồi mà. Em không được ăn vụng nè. Còn em này thì sao? Được rồi, tốt lắm. Rất biết tuân thủ nội quy. Thầy có lời khen đó. Nhưng thầy vẫn sẽ để mắt tới hai em đấy. Ê gái, đừng lo về thanh sticker của cậu nữa. Nhìn áo tớ này. Không phải chỉ có hình in đâu nhé. Có kẹo thật trên này đấy. Wow, cậu giấu đồ ăn vặt siêu thật á. Chứ còn gì nữa, đỉnh ha. Xin chào, hộ chiếu của tôi đây ạ. Ổn rồi, nhưng mạn phép cho tôi kiểm tra kỹ hơn một tí nhé. Tôi chỉ giả một tẹo bằng cái máy quét đồ ăn này thôi. Nộp cho tôi nào, máy quét không bao giờ sai đâu. Đúng như tôi nghĩ, cô cố tình qua mặt hải quan đây mà. Lại quét tiếp nhé thưa cô. Nhưng tôi muốn ăn cái kẹo này lắm chị ơi. Nghe tội nhở, nhưng tôi phải tịch thu thôi. Tôi sẽ tịch thu hết đống snack và kẹo này từ cô.
Cả kẹo cao su tôi đang nhai luôn á. Rồi, lấy luôn đi. Hộ chiếu của cô đây. Chúc một ngày vui vẻ nhé. Xin chào, đây là hộ chiếu của em ạ. Hổ, nhìn cưng kìa. Cưng tươi như hoa luôn đó. Chà, chị không kiểm tra cưng đâu. Cứ đi qua đi. Mình sẽ ngồi chỗ này vậy. Có ai để ý không vậy ta? Không à? Được rồi, cho khán giả xem em bé của mình thôi. Em bé nước ngọt đây nha. Cho nước ngọt vào quả bóng bãi biển này đúng là ý hay. Mình có thể uống bất cứ khi nào mình khát và sẽ chẳng ai biết cả. Bóng đẹp đó nha. Vâng, thì đẹp mà. Tôi đang khen thật tình đó. Cậu thông minh đấy. Mà nhìn nè, tôi đã giấu đồ uống và bé mèo nhồi bông này á. Trông nó giống như đồ chơi bên trong có nước ngọt đó bạn yêu. Ôi trời ơi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cậu thông minh quá. Dô. Cho hết kẹo vào hộp nào. Cô thấy vui chưa cô? Rất là vui. Tiếp. Lê lê lê. Khoa nào. Không mang kẹo vào trong lớp nhá. Thật luôn ạ? Em cứ tưởng cô đùa. Cô chọc em phải không cô? Đây, cô nghe đi. Cô không muốn đâu. Nhưng ok, lần này thôi nhé. Ừ, hay à nha. Rất là được. Em biết cô sẽ thích mà. Ok, em vào nha cô. Hay đấy, nhưng không được đâu. Không, kẹo. Em không muốn vứt kẹo đi đâu. Mình từng mê tít bài này á. Nhưng giờ cô làm hỏng nó luôn. Chờ chút nào. Mình có ý tưởng. Làm nóng chảy kẹo mút cái đã. Tiếp theo mình sẽ cần cái xi lanh này. Hút keo lỏng vào xi lanh nhé. Phải làm thật nhanh á. Đừng để nó cứng lại. Giờ mình cần cái hộp AirPods của mình. Mình sẽ cho kẹo vào trong hộp. Cái xi lanh khiến bước này cực kỳ dễ dàng. Giờ đến bên kia này. Ok la rồi. Mình sẽ đóng cái hộp vào và đợi kẹo cứng lại. Mong là ổn áp. Mình sẽ đặt kẹo AirPods vào tai. Mình phải làm nó giống thật hơn. May mà mình nhảy hơi bị giỏi. Ôi trời, thằng bé vẫn nhảy kìa. Cô ơi, không có kẹo ạ. Em vào được rồi đó. Da da du. Phew, làm được rồi. Siêu ngon lành luôn. Bóng bay trên không trung và Jared đã bắt được. Tuyệt. Hả? Gì đấy? Ồ, mình quên làm bài tập mất rồi. Chán như con dán. Phải bắt đầu luôn thôi. Hoặc mình có thể ăn kẹo. Quyết định này khó khăn thật đấy. Ngon lành cánh hồng luôn. Mình thích kẹo lắm. Wow, nhìn kìa. Siêu siêu nghệ luôn. Mình sẽ di chuyển mấy cục kẹo để tạo ra một bức tranh. Nó làm mình nảy ra một ý. Mình sẽ xếp kẹo trên khung toan. Giờ mình sẽ dùng màu khác, làm một hình tam giác và thêm kẹo vào trong. Tiếp theo là thêm các chi tiết, là kẹo dưa hấu á. Tác phẩm này quá đỉnh. Mình phải đến trường thôi. Đừng di chuyển, nếu có kẹo thì thầy sẽ tìm thấy. Hả? Chuyện gì thế này? Thôi nào, mình không muốn bị trễ đâu. Cậu cũng vẽ dưa hấu à? Kẹo sao? Bắt được rồi. Cứ tưởng là qua rồi chứ. Vào lớp ngay cho thầy. Vụ này sẽ khó nhằn đây. Em chưa từng nghĩ đến vụ mang kẹo vào lớp bao giờ ạ. Ok. Sao khó tin thế nhở? Thầy cứ quét đi ạ. Em chả có gì để giấu hết. Ok, em ổn đấy. Hiệu quả rồi, ý là cảm ơn. Không ngờ là thầy lại tìm được kẹo của mình. Đã vào lớp an toàn, đến lúc ăn kẹo rồi. Nộp bài nào các em? Này, của em à cô? Đến lúc chấm điểm rồi. Cứ tưởng mình sắp được ăn món kẹo ngọt ngào rồi chứ. Tuyệt lắm cả lớp, cô rất tự hào về các em. Nhưng chỉ có một bạn đứng nhất thôi. Khó thật đấy. Cơ mà cô thích bài của Jared nhất. Chúc mừng. Hả? Thật ạ? Em sao? Em, lên đây nào. Wow, tuyệt quá cô ơi. Em muốn cảm ơn ba mẹ và đương nhiên là... Khoan, có cả cúp. Wow, hoa nữa. Thích quá đi. Tuyệt lắm luôn Jared ơi. Em cảm ơn cô nhiều. Wow. Cô chả biết gì về vẽ vời cả. Cậu ghen tị thôi chứ gì. Chúc may mắn lần sau nhé. Mình xứng đáng được ăn một miếng á. Đây chính là nghệ thuật của mình. Đúng là tuyệt phẩm. Wow, chương trình thời trang này đỉnh ghê. Ok, không ai nhìn cả. Thưởng một tí cho bản thân nào. Cậu lấy cái bánh croissant đó ở đâu ra đấy? Tôi đói quá à. Nãy giờ chưa ăn gì luôn á. Thôi chết, tớ phải giấu cái này đi đã. Chỉ cần thêm chút phấn ở đây thôi. Xem nào. Bộ này được không nhỉ? Chuẩn, cái này hợp cưng đó.
Còn mấy nàng làm gì ở đây vậy? Cái gì đây? Vụn bánh hả? Ai đang ăn vụng đây? Em dám mang đồ ăn vào show thời trang của chị hả? Em có biết tên của cái bánh này là gì không? Để chị nói cho em nghe nè. Rác đó. Còn em thì sao? Có giấu cái gì không đây? Không à? Ok, thế thì tốt rồi. Cuối cùng chị ấy cũng đi rồi. Vì mình vẫn đang đói và muốn ăn thêm snack á. Cậu mới ăn phấn đấy à? Kinh quá đi mất. Nghe này, không phải phấn đâu. Để tớ cho cậu xem này. Tớ lấy một viên kẹo hình vuông như thế này nè. Rồi bóc lớp vỏ để lấy kẹo ra. Bước tiếp theo dễ lắm nè. Tớ nặn nó trong lòng bàn tay. Cứ xoay tròn cho đến khi nó mềm ra. Sau đó, khi nó thành hình viên bi như thế này thì tớ ấn phẳng nó ra. Sau đó tớ lấy bảng phấn mắt và bỏ hết các màu ra nhá. Kẹo vừa như in vào các ô trong bảng phấn luôn. Tớ mới nhét kẹo đầy cái hộp này luôn đó gái. Hiểu chưa nè, tớ có ăn phấn đâu, thử đi. Ồ, cảm ơn nha, ngon quá đi. Hả, mình ngửi thấy mùi bim bim. Dừng lại, đưa cho thầy. Này, thầy kỳ cục ghê. Lũ nhóc này. Mình không thể để thầy thấy. Phải làm sao bây giờ, nghĩ ra cái gì đi nào. Sao ta? Oh, là Molly á. Chào Molly, hôm nay cậu xinh quá à. Oh, cậu hả? À, chào. Hôm qua tớ đọc cái này nè, thú vị quá à. Khoan, cho tớ xem cà vạt đi. Nhưng đây là cái tớ thích nhất á. Suýt, đi với tớ. Tụi mình phải tìm hiểu nhau trước chứ hả? Đúng thứ tớ đang cần luôn. Cái gì vậy trời? Tớ sẽ kể cho mẹ tớ nghe. Mình sẽ lật cà vạt lại và để nó phẳng trên bàn. Thêm chút màu xanh này. Mình sẽ chấm keo khắp cái này. Rồi, mình dán vải chun vào chỗ đó. Làm hết cái cà vạt luôn nha. Phải đảm bảo là nó chắc chắn. Cái cuối cùng nè. Giờ mình sẽ nhét kẹo vào chỗ dây chun. Vừa như in luôn á. Sẵn sàng rồi. Diễn tự nhiên vào, không ai nghi ngờ gì đâu. Biết sao không, hợp phết á. Mình thích món phụ kiện này. Đến lúc ăn vặt rồi má ơi. Sẽ ngon lắm đây. Ăn lén là ngon nhất luôn á. Này Molly, mẹ tớ bảo là cậu có muốn qua nhà tớ ăn cơm không? Thôi toang rồi. Chào Jared. Mình bắt đầu hối hận rồi. Tớ còn nhiều cà vạt lắm á bồ. Nhưng phải hôn tớ một cái nha. Mình làm gì vậy chứ? Được rồi, mình sẽ mở hộp tủ ra và lấy món kẹo tớ giấu trong này ra. Đâu có ai để ý đâu nhỉ. Vậy là đến lúc nhai kẹo cao su rồi. Gái ơi, tụi này cũng ăn kẹo cao su nữa cho tụi tớ với. Trời đất ơi, kẹo tớ mua mà mấy ba, mấy má. Đây, cầm lấy. Mỗi người được một mẩu thôi nhé. Ồ, còn có chút kẹo cao su thôi à. Chút xíu luôn đó. Ước gì có cách để giấu kẹo cho đỡ bị xin nhở. Được rồi, mình mới nảy ra ý cực hay luôn. Ok, mình có cuộn kẹo cao su này ở đây nhá. Hãy kéo kẹo dài ra rồi cắt. Thế là đủ rồi. Giờ đến lượt áo hoodie nè. Mình cần dùng keo ăn được cho bước tiếp theo. Đến lúc vẽ một cái hình thật đẹp bằng keo rồi á. Như thế này nè. Rồi mình sẽ dán các dải kẹo cao su lên keo trên áo hoodie. Xong, áo hoodie của mình xinh thật sự luôn á. Có ai quanh đây không nhỉ? Không à, vậy là đã đến lúc hé mở bí mật của cái áo hoodie này rồi cả nhà ơi. Chả ai biết mình có kẹo cao su hết. Vậy là không còn mấy cái tay xin xỏ nè. Thầy thấy em có gì trên tay rồi đấy em kia. Cho thầy xin một miếng kẹo cao su nhé. Vâng, của thầy đây ạ. Xuất sắc, cảm ơn em nha. Đây là vị thầy thích đó. Wow, suýt thì toang. Tí nữa là bị phạt nặng rồi. May mà mình vẫn còn một đống kẹo cao su. Khoan, em mang kẹo hả? Trời, anh giỏi thật. Chào, em sẵn sàng quẩy rồi. Sắp được rồi. Ôi trời, mình bắt quả tang rồi. Hay đó. Giờ quay xe mau. Dạ vâng ạ, nhưng đừng đập em. Chúc vui nhé. Sao ảnh biết nhở? Cứ như ảnh có siêu năng lực vậy. Mình phải nghĩ ra kế hoạch mới. Tớ có ý này nè. Cậu đi đâu thế?
Sao lúc nào cũng chạy biến đi vậy? Khoan đã. Dùng cái này được nè. Một cái thắt lưng á. Nhưng mình chưa xong đâu. Dùng chiếc kẹo này đi. Gắn ẻm vào thắt lưng này. Mình sẽ gắn nó quanh thắt lưng. Màu mè hoa lá hẹ ghê. Mình làm nhà thiết kế được đấy. Vậy ổn rồi này. Đoán xem tớ giấu kẹo ở đâu đi. Gợi ý này, trong cái mũ á. Tớ chả thấy luôn ý. Xem váy tớ đi. Siêu thời trang luôn đó. Đi nào. Công việc này tuyệt quá. Mình phải thật đáng sợ. Này, chúng em đến quẩy ạ. Để anh xem phát nào. Cứ tự nhiên, tụi em chả giấu gì hết. Cẩn thận là trên hết mà. Em vào được chưa ạ? Chúc trời vui nhé. Cảm ơn bồ tèo. Hả? Thế này là sao? Cái gì đấy? Tóc giả. Em hói mà. Trình của cậu còn gà lắm. Sao anh quá đáng vậy? Chào buổi tối. Ý là thật luôn sao? Wow, vui thật nha. Xinh quá Molly ơi. Anh ấy lấy kẹo của tớ rồi. Sao mà biết được không biết. Đừng lo, ăn của tớ đi. Cảm ơn. Có đủ cho mọi người đó nha. Tuyệt vời. Cảm ơn. Cảm ơn Molly, cậu là số 1. Đang không ai để ý, cơ hội đây rồi. Có thật thế không? Em biết quyết định chưa? Bất công quá. Nhìn anh ấy kìa. Mình có kế hoạch này rồi. Biểu đồ này bị thiếu thông tin rồi. Ok, hình như không có ai cả. Để xem trò cải trang này có thành công không. Xin chào, tôi là bác sĩ. Ý là nha sĩ. Tôi đến đây có việc. Hả? Trông bác sĩ ấy quen quen. Có ai trong này không? Có vẻ mình an toàn rồi. Không thèm cải trang nữa. Nãy giờ vẫn là mình thôi. Và áo của bác sĩ chứa đầy kẹo. Toàn đồ ngon hết sảy. Không ai có thể ngăn cản mình nữa. Ăn thỏa thích kẹo. Bao nhiêu cũng được. Cho tất đống này vào miệng luôn. Này, trả quần áo lại cho anh ngay. Này, em xin lỗi nhé, nhưng cho em chợp mắt chút. Nhìn ok phết nha. Tuyệt quá Molly, em đúng là có tài năng. Ôi trời, cô sẽ gặp ác mộng mất. Hả? Chắc cô đang khen mình nhở? Ăn snack thôi bà con. Molly, đã cái nư ghê. Không thể tin nổi, chỉ còn một cách thôi. Này, áo, cậu làm cái gì vậy hả? Xem đây này, bút chì. Wow, không, đợi chút, nó đang giấu một món ngon lành á. Sô-cô-la nhức nách nè, thông minh nhỉ. Cậu đang ghen tị chứ gì? Thôi đi. Xem tớ đây, là một thanh sô-cô-la đây. Wow, đẹp, đẹp dã man. Biết mà, của tớ đó. Sẽ ngon lắm cho mà xem. Bá cháy luôn. Thích ơi là thích. Ok, tại cậu khơi chuyện đấy nha. Tớ sẽ trả đũa cậu. Chiếm ngưỡng bút chì hạng nặng đi. Cái gì? Cái gì vậy? Kẹo bút khổng lồ á. Của tớ đó nha. Kẹo hả? Trong lớp túi. Quả đó ạ. Để cảm ơn cô á cô. Được học sinh yêu quá thật là thích. Cứ tưởng được ăn chứ. Thằng nhóc tưởng mình ngốc à? Được rồi, ai tiếp đây? Giang tay nào. Ôi trời, người ta kiểm tra khắp người kìa. Tụi mình phải làm gì với đống kẹo này bây giờ? Phải giấu kẹo đi thôi.
Hey, tới cậu đây bro. Cậu đùa đấy à? Dám cầm kẹo thế kia. Phải, chờ một xíu. Hãy xem màn ảo thuật tuyệt vời này. Ta-da, kẹo đã biến mất. Và nó xuyên không sang bên kia. Wow, cậu làm thế nào mà hay vậy? Nhưng thôi được đây. Chúc buổi tối vui vẻ. Sao cậu có thể cho anh ta lấy kẹo của tớ chứ? Ừ, nhưng nhìn này, làm thế để anh ta không biết mình có hai thanh. Kẹo ngon dã man con ngan. Show diễn thời trang này sang chảnh quá đi. Tôi có một quy tắc cho show của tôi thôi, cấm tất cả các loại kẹo nhé. Vâng ạ, chúng em hiểu rồi. Nghĩa là sô-cô-la cũng bị cấm luôn đó. Cả ghét món ấy. Nếu các em muốn ăn đồ ăn vặt thì hãy chọn cần tây. Vừa lành mạnh vừa ngon nữa. Các em có thể ăn bao nhiêu tùy thích luôn. Tôi rất vui vì các em đã hiểu rõ. Tớ chẳng muốn ăn cần tây tạo nào. Các em muốn chết. Thôi đừng lo vì tớ có kế hoạch này nè. Tớ đã lén mang theo Skittle á. Đây, cho cậu một tí nè. Ahem, tớ đã nói gì về kẹo ấy nhở? Cái này cũng bị cấm luôn nhé. Tôi tịch thu đây. Tớ rất tiếc vì anh ấy tịch thu kẹo của cậu. Cơ mà, xem thử tớ có gì này. Giày á. Nhưng không chỉ là giày bình thường đâu. Cậu dán Skittle trên giày cao gót hả? Thông minh quá đi. Của cậu này, cho cậu màu vàng đó. Tớ biết cậu thích màu này mà. Ngon hơn mấy cây cần tây hăng nồng kia nhiều luôn á. Ý trời, tớ vừa nảy ra ý cực hay. Đợi tớ một tẹo nhé. Vậy là tớ được ăn nhiều Skittle hơn rồi. Ê nhìn này, tớ về rồi nè. Cùng bộ váy áo mới toanh luôn. Wow, cậu dán đầy Skittle lên áo với váy à? Nhìn đẹp phết nhỉ. Ôi không, anh ấy quay lại rồi. Thế nào cũng bị bắt lần nữa cho xem. Có chuyện gì vậy các cô gái? Bộ trang phục này không thể tin vào mắt mình nữa. Quá sức lộng lẫy, rực rỡ, một tuyệt tác. Thật ạ, em tự làm ấy ạ. Thật ra anh nghĩ nó ngon lành ấy. Dừng lại ngay. Gì kia? Cái này để thay cho quả cầu disco đấy mà. À, vâng, vậy anh vào đi. Sao cậu lại mang quả cầu disco tới làm chi? Không phải quả cầu disco đâu. Là thế này nè. Trước hết, tớ lấy một trái dưa hấu tròn to. Rồi tớ xịt sơn bạc ăn được lên quả. Tớ phủ đều luôn làm quả sáng lấp lánh. Sau đó tớ sẽ cần dùng tới các hình vuông giấy bạc. Tớ dính các hình vuông ấy trên vỏ thôi. Cũng phải dính toàn bộ quả luôn. Và ba la, dưa hấu disco mở ra. Có ai ăn dưa hấu không? Oh wow, mát quá. Phải có đủ nước nếu chúng ta muốn quẩy cả đêm chứ. Từ từ đã, cái gì kia? Tôi đến để thay quả cầu disco. Tôi là thợ sửa chữa. Nhưng nếu anh là thợ sửa chữa thì... Cái club này lạ thế. Nào nào, dừng bước ngay. Em không được mang đồ ăn thức uống vào đây. Nhưng snack của em phải làm sao bây giờ? Hả? Cái gì kia nhỉ? Đúng rồi, có cách hay với bình cá rồi. Xong xuôi, có túi spread đây. Rồi, trông y như nước. Và chú cá mầm dẻo thơm nữa. Bơi đi này cá nhỏ. Ồ, đây là cá cưng của em đó. Ồ, dễ thương quá, bé vào đi. Em và cá nhỏ cảm ơn chị. Đợi anh một chút xíu. Làm một mụn nào. Sprite cá tuyệt vời mà trời. Này, em đang làm... anh nhầm. Chắc mình lãng tay rồi. Suýt thì bị phát hiện.
Lại nữa đây này, âm thanh đó. Thế là mình nghe thấy tiếng uống nước. Lần này mình sẽ bắt quả tang con bé. À ha, khoan, em đang làm gì thế? Đừng, đừng ăn cá sống. Ôi không. Ôi chà, thế mình uống tiếp vậy. Hai, em vào trong được chứ? Này, cấm đồ ăn và đồ uống. Ơ, nhưng em có mang gì đâu. Đang nhai kẹo cao su còn gì, cái đó cũng tính, nhổ ra mau. Được vào vậy chưa hả trời? Dừng lại, để anh quét đồ ăn đã. Không biết sao mà thấy em đáng nghi. Ú, tóc em. Ôi không, ôi không, ôi không. Vẫn đáng nghi. Chờ đó đi. Chính lúc sẽ tìm ra mọi thứ mà em đang giấu. Được rồi, anh đã khám xét xong. Em có thể vào trong rồi. Phiền chết đi được. Cốp này nhộn nhịp quá. Và tất nhiên mình có snack bí mật. Starburst, rất dễ để nặn kẹo này. Vậy đây mình dán chúng lên móng tay giả. Khi đã mở khuôn rồi mình sẽ gắn móng giả lên. Chỉ vậy thôi là mình đã có bộ móng kẹo ngon lành. Một miếng kẹo cho mỗi ngón tay. Và cả ngón cái nữa chứ. Bộ móng đã xong và mình sẵn sàng quẩy tới nắp rồi. Mầm mầm chút snack nào. Cô ta mới ăn cả móng tay sao? Hả? Ghê quá. Chúng mình chuồn lẹ đi. Chị ấy có nhìn thấy mình không? Cơ hội của ta đã đến rồi. Nghe thấy rồi. Nghe gì ạ? Chị vẫn canh chừng em đấy. Chán, phải làm sao bây giờ? Ăn vụng một miếng thôi. Xin chào người bạn thơm ngon. Ôi thôi, chị ấy bên cạnh. Biết ngay em đang rình mò làm cho mà. Thôi ngay. Sao rồi? Hai, cậu cũng đến đây để khám răng hả? Chào cậu. Mà khoan đã. Cậu đúng là cứu tinh. Wow, chưa có ai gọi tớ thế bao giờ cả. Có lẽ thứ này sẽ giải quyết vấn đề của mình. Được rồi, đã có đồ chỉnh hàm giả. Măm măm xách chút nào. Ăn thật ngon mà không ai biết. Này, em đang làm gì đấy hả? Không ạ, đây là đồ chỉnh hàm của em thôi. Thôi miễn em không ăn là được. Chỉ có em và đồ chỉnh hàm, không ăn gì. Ồ, nam thần cổ lòng em. Đúng đó, chúng tôi có chính sách cấm đồ ăn và đồ uống. Tôi phải kiểm tra trước khi cho bạn vào. Gì vậy nhỉ? Ổn rồi, mời bạn vào. Tiếp theo, chị ấy sẽ tịch thu Skittles của mình mất. Khoan, chiến binh râu ria. Anh ấy là cứu tinh của mình. Mình sẽ cần một bộ râu giả và tất nhiên kẹo nóng. Mình sẽ vẽ một đường hình mặt cười lên. Rồi gắn một mảnh vải khác vào. Vậy là có một chiếc mũ túi nhỏ, quá hợp để dựng Skittles. Trên đường này chưa thấy ai thông minh như mình. Râu dán vào, kẹo được giấu, quẩy lên thôi. Chờ một chút. Ôi trời ơi, là chiến binh râu ria. Xin mời vào. Đã vào club thành công. Nè, râu đẹp đó. Thật à, giờ còn có kẹo nha. Chà chà, bá đạo đấy. Cho tôi với. Được luôn bạn ơi.
Hey bro, không được đưa kẹo cho bạn gái tôi. Xin lỗi, cậu ăn không? Wow, cảm ơn bro. Không có kẹo là xém chút nữa bị ăn đấm rồi.